Chào mừng các em quay trở lại với kênh học toán online Trong video hôm nay chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách và bài tập của môn toán lớp 2 Mà các em ở sách và bài tập của môn toán lớp 2 tập 2 Bài 118 Luyện tập Đầu tiên các em làm bài tập số 1 tính nhẩm 5 chia 5 bằng bao nhiêu Ở đây 5 x 1 bằng 5 Như vậy 5 chia 5 bằng 1 Các em nhớ là hai số tự nhiên nào bằng nhau thì chia cho nhau kết quả đều bằng 1 5 chia 5 bằng 1 6 chia 6 bằng 1 4 chia 4 bằng 1 3 chia 3 bằng 1 Tiếp theo là 45 chia 5 Ở đây các em nhầm bằng nhân 5 5 nhân 9 bằng 45 Như vậy 45 chia 5 bằng 9 Tiếp theo là 50 chia 5 5 nhân 10 bằng 50 Như vậy 50 chia cho 5 bằng 10 Tiếp tục là 20 chia 5. Các em nhầm bằng nhân 5. 5 x 4 bằng 20. Như vậy 20 chia 5 bằng 4. Tiếp theo là 10 chia 5 bằng bao nhiêu? 5 x 2 bằng 10. Như vậy 10 chia 5 bằng 2. 30 chia 5 bằng mấy? Các em nhầm bằng nhân 5. 5 x 6 bằng 30. Như vậy 30 chia 5 bằng 6. Tiếp theo là 40 chia 5 Bằng bao nhiêu? 5 x 8 bằng 40 Như vậy 40 chia cho 5 Bằng 8 Tiếp theo là 25 Chia 5 bằng bao nhiêu? 5 x 5 bằng 25 Như vậy 25 chia 5 Bằng 5 Tiếp theo là 15 Chia cho 5 Bằng bao nhiêu? 5 x 3 bằng 15 Như vậy 15 Chia cho 5 phần 3. Tiếp tục các em sang bài tập số 2, điền số. Ở đây các em có 3 nhân với 2. 3 x 2, các em nhẩm 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6. Như vậy các em điền số 6 vào ô trống. Tiếp tục là 6 chia cho 3. Ở đây 3 x 2 bằng 6, 3 và 2 là thừa số, 6 là tích. Nếu lấy tích mà chia cho một trong hai thừa số thì các em sẽ được kết quả là thừa số còn lại. Ở đây các em lấy 6 là tích, các em chia cho 3 thì kết quả sẽ bằng 2. Còn nếu lấy tích chia cho 2 thì các em sẽ được kết quả bằng 3. Như vậy là 3 x 2 bằng 6, 6 chia 3 bằng 2, còn 6 chia 2 thì các em sẽ được kết quả bằng 3. Tương tự các em có phép tính khác 5 nhân với 3 5 x 1 bằng 5 5 x 2 bằng 10 Và 5 x 3 bằng 15 Nếu lấy 15 Mà chia cho 5 Các em sẽ được kết quả bằng 3 Còn nếu lấy 15 Mà chia cho 3 Thì các em sẽ được kết quả bằng 5 Tiếp theo Các em có phép tính 5 Nhân với 2 Bằng 10 5 x 2 bằng 10 Như vậy 10 Chia 5 Thì bằng 2 Còn 10 mà chia cho 2 Thì game sẽ được kết quả bằng 5 Như vậy game vừa làm xong bài tập số 2 Tiếp theo game sang bài tập số 3 Trồng 20 cây chuối thành 5 hàng đều nhau Hỏi mỗi hàng có mấy cây chuối các à, em tóm tắt bài toán như sau. Năm hàng. Năm hàng có tổng số là 20 cây. Như vậy một hàng là có bao nhiêu cây? Các em nhớ là 20 cây chuối trồng thành năm hàng đều nhau. Năm hàng đều nhau tức là mỗi hàng đều có số cây chuối bằng nhau. Và cụ thể là mỗi hàng có bao nhiêu cây chuối? Muốn biết mỗi hàng có bao nhiêu cây chuối, các em lấy tổng số cây chuối là 20 cây. Các em chia đều cho 5 hàng, như vậy các em có phép chia 20 chia 5. 5 x 4 bằng 20, như vậy 20 chia 5 bằng 4. Do đó mỗi hàng có 4 cây chuối. Và cụ thể các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau. Số cây chuối có trong mỗi hàng là 20 chia 5 bằng 4. Như vậy là có 4 cây chuối. Trong mỗi hàng có 4 cây chuối và các em có đáp số là 4 cây. Tiếp tục các em sang bài tập số 4. Bài tập số 4 có nội dung như sau: Trồng 20 cây dừa thành các hàng, mỗi hàng có 5 cây dừa, hỏi có mấy hàng cây dừa được trồng? 20 cây dừa. Và người ta trồng mỗi hàng 5 cây. Như vậy là có tất cả là mấy hàng cây dừa được trồng? Ở đây các em sẽ tóm tắt bài toán như sau. 5 cây một hàng. Như vậy 20 cây thì bao nhiêu hàng? Các em nhớ là mỗi hàng có số cây chuối bằng nhau là bằng 5 cây thì muốn biết có mấy hàng cây dừa được trồng các em lấy tổng số là 20 cây các em cứ chia cho mỗi hàng là 5 cây như vậy các em có phép chia là 20 chia 5 20 chia 5 5 x 4 bằng 20 như vậy 20 chia 5 bằng 4 do đó có 4 hàng cây dừa được trồng như vậy các em có lời giải chi tiết của bài toán như sau số hàng cây dừa được trồng là các em lấy 20 chia 5 bằng 4. Như vậy là có 4 hàng cây dừa được trồng và các em có đáp số là 4 hàng. Tiếp theo, các em sang bài tập số 5 tính nhẩm Ở đây các em có phép chia và phép trừ. Đầu tiên các em có phép chia, 2 năm chia 5. 5 x 5 bằng 2 năm, như vậy 2 năm chia 5 bằng 5. Tiếp theo các em có phép trừ, 2 năm trừ đi 5. 2 năm trừ 5 bằng bằng 20. Tiếp theo là 5 chia 5. 5 chia 5 bằng 1. Tiếp tục các em có phép trừ 5 trừ 5 bằng 0. Tiếp tục các em có phép chia 30 chia 5. 5 x 6 bằng 30. Như vậy 30 chia 5 bằng 6. Tiếp theo các em có phép trừ 30 trừ 5. 30 trừ 5 bằng 25. Thì như vậy bài tập số 5 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ lại hữu ích thì em vui lòng bấm nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, nhớ nhấn vào biểu tượng hình cái chuông để nhận các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên để lại bình luận của mình ở cuối video để động viên đóng góp và xây dựng cho kênh học toán online ngày một phát triển và hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.